Vladimir đường dưới để đi cùng với cả Pai. Dạo gần đây chúng ta có thể thấy rằng Vladimir xuất hiện ở đường trên trong VCS rất là nhiều, bởi vì con Vladimir là một trong những con pháp sư có khả năng tự lo cho bản thân ở đường trên rất là tốt. Nhiều đội muốn tận dụng nó, giống như việc rằng là thôi cứ vứt cho đường trên con Vladimir và sau đó thì dừng tập trung tài nguyên xuống nửa dưới của bản đồ. Lui ra được hay không? Họ đã mất lại một người, họ sắp mất người thứ hai khi mà Taurus nằm xuống. Yado tới hơi trễ, CBL tốc biến, Artifact đang quẩy, Yado buộc phải bỏ chạy. CBL lao được qua tường, Artifact tốc biến lóc thành công và bỏ lại quá nhiều rồi. Họ ăn được một mạng, họ nhả lại tới ba. Chiêu cuối là không phải dương hiệu triệu, nhưng Yado lao vào, Yado còn tốc biến, anh ta bấm chiêu cuối bản thân mình. Jin lao tới dùng chiêu cuối khá nhiều người nhưng bị hệ chiên bởi FFQ Celebrity. Taurus lao tới bị dính kiệt sức, nhưng trụ của FQ không còn. Jerry ăn được trụ, Jerry đang phải lui về. Celeb vẫn đang bắn tốt, FK phải tốc biến bỏ chạy. Artifact đang trốn vào Yado, anh ta bấm đồng hồ. Taurus vẫn đang bị truy đuổi, quay ngược lại nhưng không đủ sát thương để hạ gục nhiều người. Chỉ được một người là Celeb mà thôi. Celeb về tới chưa? Về tới rồi. Cái pha lao ra của Atrox khiến tôi hơi giật mình, hỏa dương hiệu triệu tung ra nó hất tung của CBL mà thôi. Có chặt chối, CBL bị chặt, Artifact mất tốc biến ngay lập tức. Dây chuyền chúng tôi được tung ra hồi máu cho hai người. Yado yếu máu, anh ta buộc phải dùng đồng hồ ngưng động mà thôi. Kinh dây đấy, anh ta bổ nhưng không còn chiêu cuối, sát thương vẫn là nhiều. 300 vàng dành cho kinh dây. Kinh dây ép lui được cả Jin. Jin mất đi đồng hồ ngưng động của mình và tỉnh đồng hồ ngưng động, anh ta lên bảng điểm số. Quá yếu đuối trong một giao tranh, FFQ đã thắng. Đây là dê lửa để chạy, dê lửa này để chạy chứ không phải để đánh. Jin lao vào trước, anh ta sẽ được hồi rất nhiều máu. Celeb dùng khoảng trống để bắn. Celeb đang bắn từ phía ngoài nhưng chưa có một mục tiêu nào rõ ràng cả. Cam đã bị hạ gục, hai điểm hạ gục cho Jerry. Celeb đầy máu, bắn tiếp. Yado lui về, Celeb lao thẳng đối phương, có được double kill. Anh ta đang chạy, tàu rớt đuổi theo. Artifact câu giờ, Celeb quay lại, Celeb bắn tiếp vào Jin. Jin mà trồi lên thì Jin sẽ phải nằm xuống chăng. Anh ta đang cố gắng hồi phục máu lại được. Celeb vẫn đang giữ vị trí rất tốt và Celeb đang liên tục lập công. Siêu tà của FFQ lên tiếng. Liệu lần này có tiếp tục đánh hay hay không? Celeb không có tốc biến, hãy chú ý điều đó. Jerry vẫn đang ăn rồng, quả dương hiệu tiểu. Jin từ cảnh xuống, Jin đang nhìn vào Celeb. Jin tiến thẳng vào người của Celeb, nhưng Celeb vẫn đang giữ vị trí. Celeb đang bị tấn công. Celeb đâm rồi, Celeb đâm rồi, tức là FFQ còn ai? Còn Artifact chứ còn ai? Triple kill, quadra kill chăng? Jin là người cuối cùng à? Không còn nữa, sẽ là Clement lần 2 liên tục, tiếp tục là thắng lợi cho FFQ. Nhưng chú ý nha, Kingsley đang phá nhà nha, đã gọi là thầu thì mấy cái dòng mà phá nhà nhanh lắm. Jerry ở khu vực hang Baron đang bị tấn công rất dữ dội, trăng trối được dùng. Taurus còn biến về nữa kia, Taurus không quan tâm qua dòng tranh, Taurus biến về thì mất cả chi lẫn trái. Vẫn là anh chủ thầu Kingsley mà tôi không tin là Taurus có thể solo chết được Kingsley ở tình huống này. Và thậm chí là Taurus mới là người thua. Mấy ở giờ phút, rồi? Ở phút thứ 40, chính xác, ở phút thứ 40 thì con cá sấu này không có tiếp hạnh gì trong cái cuộc chơi đất nện này cả. Và khi mà cả Venus cũng dịch chuyển đến là end game, không cần Baron nữa. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 40, 1-0 cho FFQ. Số môn thể thao gọi nó sẽ quen thuộc là Libero. Libero di chuyển tự do, tức là khi biết rằng Vladimir có thể tự lo được thì tôi cứ đảo đường liên tục. Và giai đoạn từ cấp 3, cấp 4 trở đi là sẽ làm như vậy, những cách mà anh ta đã làm hồi nãy. Taurus chặn đường người được chọn là Artifact một lần nữa, nhưng Artifact quay lại chống cự. Anh ta chạy về phía sau, trụ dành cho Jerry. Và Venus bị áp chế lại, hoảng sợ lan vào người của DNK. Celeb chưa chọn được mục tiêu, anh ta chọn được Jin. Nhưng Jin lặn hồ máu chạy, DNK tốc biến qua tường. Kingsley bây giờ mới tới, băng qua những bức tường có bộ hơi lâu. Nhưng tới vừa kịp, chặt được Taurus. Celeb mất máu nhiều quá, chạy về phía Kingsley. Kingsley ơi cứu và hộ giá thành công. Cam bị chặt gãy, bản tắt điện dành cho bên phía của Kingsley. Và Artifact hạ gục được Jin. DNK ở tuyến trên, Baron 3.600 máu. Jerry đang ngưng lại, Jerry đang cân nhắc. DNK đứng đợi sẵn ở phía trên, 2.000 máu Baron, rất nhiều sự căng thẳng. Và lao xuống, đó là Baron dành cho Jerry Esport. Artifact nghi sát thương. Celeb đứng phía ngoài vẫn rất kiểm soát. Và đó là pha giao tranh sẽ là thành công dành cho FFQ, mặc dù Baron cho Jerry. Ok, họ gỡ về được 3 chỉ số 3 gồm phòng như sau bằng những con mắt bởi đối phương rồi. Đánh nhau hai chỗ trên cùng một lúc. Taurus tốc biến qua tường, Celeb bầm chiêu cuối chạy. Artifact dùng kỹ năng của mình để truy đuổi theo chung với lại Venus. Taurus vẫn đang chạy được, tốc biến đẩy ngược về thành công. DNK có mặt tại chỗ. Taurus bốn người đánh anh ta thì làm sao anh ta sống được. Đang bị giữ chân lại, anh ta thanh tẩy, anh ta lui ra được. Celeb giữ vị trí, Celeb bắn, dịch chuyển tới và Kingsley chặt rất đau. Và Taurus bị cô lập, Taurus bị chặt bởi Kingsley. Người đang có lợi thế bây giờ là FFQ. Họ đang tràn tới những CBL lên tiếng. Ôi, CBL dùng chiêu cuối thứ hai của mình hụt rồi. Anh ta buộc phải lui ra. Và FFQ vẫn là những người có lợi. Đây.
dịch chuyển chặn đường. Jerry lao lên, Zin đang tới, họ ép được FQ vào thế bánh mì kẹp hình, nhưng chưa biết ai bánh mì ai hình. Celeb có điểm bàn cuộc đầu tiên và cả JB cũng nằm xuống. CBL có chiêu cuối của mình nhưng chỉ được một mạng và thôi rồi, chẳng còn ai cả. Người cuối cùng nằm xuống là K1, một cú quát ra kêu và Clearman lần nữa dành cho bình yên của FQ. Và đây cũng sẽ là khoảnh khắc endgame của bàn đấu này, bởi vì đơn giản thôi, ra giúp lính đứng giữa ùa vào, và khi mà người hồi sinh sớm nhất cũng mất đến 30 giây là CBL thì GG, GG. Xin chúc cho FQ họ đã có một trận thắng tiếp theo và 2-0 cho cặp đôi bàn này. Vấn đề vẫn không biết là họ đi đâu. Ảo ghê. Thôi được rồi, kệ đi, cái đấy thì vào game thì chúng ta sẽ được phân trần sau. Nhưng mà cái việc khóa lại Brom cuối cùng là điều cần thiết. Artifact buộc phải bật cái vùng bom mù của mình lên và sẽ nấp ở trong đó chờ những người đồng đội đến. Có làm chậm thành công, lao lên tấn công vào Optimus, chờ để giết Optimus và giết thành công. Vui khoa tử thần, kích hoạt lần hai, một mạng kéo về cho FFQ. Nếu như người bị đe dọa, án tử tung ra, Artifact lại bị dính, anh ta bị kéo về. Artemis chặn được, lóc xuống vào Celeb, chém vào Celeb. Celeb vẫn đang chạy được, Celeb đang bắn tay ra tới. Celeb đã bị tắt điện rồi. Và Sai Gaming Đắk Lắk, họ tìm thấy khoảng trống, hình thế bất màu. Bây giờ Slayer có bùa đỏ, một chấp hai nổi không? Câu trả lời là không. Cái gì đây? Thôi, đừng thôi nào, tôi, đúng rồi. Giờ tầm này thì lửa làm sao được bình luận viên làm nói sao đâu mà đúng thế đó. Họ không thể lựa chọn Kalista trong hoàn cảnh này được. Tích lại cùng với cả Hin và Kai sẽ là một tình huống ghê. Saiyan lao lên, lồng đèn quăng ra, King Jay bị bắt, King Jay tóc biến, dịch chuyển ngay lập tức đến Artemis. Vẫn là năm người, án tử lại tung ra, nó không trúng ai cả. Venus lao tới, Artemis bị bắt và điểm hạ gục cho Artifact.